Lúc nãy là ông quên ông ấy làm hình số 3 trước đây, hình số 2 đây. Hình số 2 là gì? Người ta cho một cái tam giác đây. Điều kiện đây, cạnh A, cạnh C và góc B. Đây. Cho đây là cạnh A đây, à, vì định nối với thằng này mà, để đối với thằng này. Bây giờ đối với thằng C này thì đây là cạnh C đây. À. Và cho một góc B bằng alpha đây. Thì cháu lại làm lại như cũ là cháu mới lấy trong này ra góc B ra ngoài này. Vẽ ra giống như thế. À, ông dạy rồi. Và cháu lấy cái đoạn C này này ra ngoài này. Lấy đoạn A ra ngoài này. Và bắt đầu cháu vẽ trên căn cứ vào cái này cháu vẽ chứ đừng căn cứ vào trong này nữa. Bài này thì đơn giản nhưng bài phức tạp thì các cháu có hay mượn những thứ khác làm của người ta là không được. Đó. Bây giờ vẽ nhé. Thì cháu mới phân tích như này. Ở đây hai cạnh này mà ta vẽ trước là không được vì nó góc nó bao nhiêu cho nên cháu cứ vẽ trước cho ông một cái góc bằng góc B đi. Còn đoạn này thì ta không quan trọng dài ngắn gì cả. Vẽ xong rồi cháu mới lấy cái đoạn C này dùng compa cho áp vào đây đó. Được đúng đoạn BC bằng A, BA thì bằng C. Rồi cháu mới lấy cái đoạn này này đây. BC rồi cháu áp vào đây phải không, thì cháu sẽ được BC. Và lúc bây giờ cháu đàng hoàng cháu nối A với C vào nhau thì tuyên bố ngay là cái hình này này, cái hình tôi vẽ này đây, tôi lấy một góc này phải không, bằng góc B beta, bằng beta của anh. Xong tôi lấy đoạn C này bằng C của anh, đoạn B này à xin lỗi là đây là đoạn A đấy à, đoạn A đấy, đây là đoạn A đấy chứ không phải là đoạn B đâu, đây là A. À. Bằng A của anh à. Xong rồi tôi đàng hoàng tôi nối A với C thì tôi bố là thằng này và thằng này là bằng nhau. À, tôi chứng minh luôn nhé, không phải để chờ nữa. Hai tam giác này có hai cạnh bằng nhau dừng đuôi một, lại kẹp một góc này bằng góc này nữa. Thì định lý ở trong sách giáo khoa ấy, anh thắc mắc anh hiểu đó. Thế là tôi hoàn thành nào. Đấy là ta hoàn thành cái bài thứ hai. Những bài này là đơn giản thôi. Cứ vẽ hình như thế này thì ai mà chẳng đỗ được. À, vì sau này là ngồi có những bài là cháu có phải là nghĩ là không phải vài giây đâu mà là vài ngày, có khi là vài tháng mà thậm chí có khi là vài năm mới ra được một cái bài dựng hình, không dễ đâu, không dễ đâu, không đơn giản thế này đâu nhé. Càng ngày nó càng khó lên, mà càng khó lên chúng ta càng giỏi ra. Mà càng vẽ hình ý, thì cháu lại càng ham học. Đây cái đặc điểm của cái môn vẽ hình này nó như vậy. Học trò không ham học cũng thành ham học. Đấy là một cái quý của cái môn toán dựng hình này. Nó làm người ta say mê lắm. Say mê. Bây giờ ta sẽ tiếp tục sang bài số 3.